Vừa 12V vừa 220V nhé. Đó, cái này thì bây giờ mình tạm phải bỏ vô đây. Cắt đi. Đó. Đây. Bây giờ mình nhấn thử lên. Cho nó chạy đi coi. Thank you.
Đây, bơm xe hơi này, bơm vector, bơm moto này, bơm moto này, bơm cái này là cái gì? Còn cả bơm xe đạp nữa. À, ba nó chỉ đây, xe hơi. Đây này từ 0 đến 83 luôn.